giảng viên. Năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dân cao cao ước nguyện muốn chung. Nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, hello, welcome Ngọc Y Đẹp. Đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao, cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Hello Trung Nguyên. Chào Bình Thủy. Hello Tony. Mười năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau hey, đôi chân mòn sỏi đá, hey, Hồng Anh. Từ đó dân cao cao ước nguyện muốn trông. Nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp tâu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nghiệp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao, cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày trong mơ ngày sống nuôi đợi chờ. Kính chào quý vị, chúc quý vị một ngày thứ bảy bình an, và xin mời quý vị tương tác cùng Francis dâng lời cầu nguyện.
Cầu nguyện cho Đức Quốc Công Đào Minh Quân Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sớm giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam và xây dựng lại đất nước. Cầu nguyện cho quốc dân Hoa Kỳ đạt thành ý nguyện. Cầu nguyện cho quốc dân Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị tàn bạo tà quyền Cộng sản Việt Nam. Cầu nguyện cho Đảng Cộng sản Việt Nam sớm quay về với chính nghĩa quốc gia sẽ được đối xử tử tế. Lạy Đấng tối cao Thượng Đế Trời Phật và Hồng Thiên sông núi các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước. Xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cảm sáng và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ được quốc công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan đoàn kết nhẫn nại can đảm sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc vinh quang trường cửu mỗi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời thượng nhuân thanh đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt mà thét cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh. A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị cùng Francis đã tương tác dâng lời cầu nguyện. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần ở Na Uy. Đáng tiếc chúng tôi đã cuối tuần bữa hôm qua, tức là chiều thứ sáu, 2 giờ chiều thứ sáu mỗi tuần. Tức là ngày cuối tuần là ngày tự do nhất, không nằm trong cái thời khóa biểu làm việc. Mọi người đều đua nhau nô nức đi dạo phố và đi vào rừng và đi cắm câu và đi bất cứ những nơi nào mình mong muốn. Ở Việt Nam như thế nào quý vị? Cuối tuần vào ngày nào? Hy vọng quý vị sẽ hưởng những cái thanh bình an lạc giống như Francis này đang hưởng ở tại Na Uy, có đúng không? Hy vọng là chiều thứ sáu là ngày cuối tuần của Việt Nam, làm cho muôn muôn triệu triệu quốc dân Việt Nam cũng nô nức cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau đi tắm biển, cùng nhau đi vào rừng để hưởng những cái cảnh trăng thanh gió mát, xa bớt đi cái cảnh mà gọi là khói xe hơi ô nhiễm dọc đường phố, những cái ánh khói lam là đà trên đường phố. Hy vọng là quý vị như thế đó. Hy vọng, đúng không? Mời quý vị nghe bài nhạc cuối tuần, Enjoy Music. Chiều. Một con chim nhỏ buồn rũ trên cành khô, lặng nghe tiếng chuông ngân dài trong bóng đêm. Rồi từ đêm đó thôi dần tiếng chim ca. Để lại trong tôi nỗi tiếc thương ngậm ngùi. Xanh sao một lần miên viễn xuôi miền đất hoang vu, miền không nắng mây trắng lạc loài, đêm hoang vu phủ đầy sương.
nguyên ở nước nào không có ngày thứ bảy hả? À, như vậy không có ngày thứ bảy, toàn là ngày thứ tám, thứ chín không á hả? Chào bà hàng xóm, bà hàng xóm cần ánh nắng không? Tôi gửi qua cho vài trăm gram. Hello nghe mai. Hãy thắp ngọn nến cao trong hồn. Hãy lực tâm lên. Và tìm chia sẻ nỗi xót đau tràn dần. Ngày mai xuôi gieo giữa lòng sâu đất khô. Nụ hồng khoe sắc thắm màu mắt yêu thương. Ngày mai xuôi gieo giữa lòng sâu đất khô. Hello, Trần Mai Ca. Vâng, hôm nay là ngày thứ bảy và cũng là một cái ngày đánh dấu cách đây năm 1900. Xin phép quý vị. Năm 1981 cũng là vào ngày giờ này cựu tổng thống, cố tổng thống Ronald Reagan nói chuyện với Hội Người Việt Trẻ Hoa Kỳ lần đầu tiên với cái tư cách là tổng thống Mỹ. Vì thế ngày hôm nay, ngày 20 tháng 3 năm 2021, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cũng gửi lời tâm tình qua lời đọc của Francis đến cho quốc dân đồng bào trong nước và anh chị em người Việt Nam khắp trên hoàng vũ. Ngày 20 tháng 3 năm 2021, kính thưa đồng bào, quý anh chị em và các cháu. Hôm nay nhằm ngày kỷ niệm Tổng thống Ronald Reagan nói chuyện với hội những người trẻ tại Hoa Kỳ lần đầu tiên trong tư cách là Tổng thống Mỹ năm 1981. Cũng là ngày Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam sau nhiệm kỳ thứ nhất. Chúng tôi có lời thăm hỏi chân tình đến tất cả đồng bào yêu dấu nơi quê nhà, nhất là những bạn thanh niên thiếu nữ, những người trẻ Việt Nam đang đối diện với bao khó khăn và thử thách hàng ngày xung quanh. Quý vị ở trong nước có đi ra đón ngài Tổng thống Donald Trump chưa? Nhất định quý vị sẽ nhìn thấy. Quý vị có đặt cái câu hỏi không? Quý vị sẽ đặt cái câu hỏi. Không hiểu tại làm sao mà mỗi khi
các vị tổng thống Hoa Kỳ hết nhiệm kỳ thì các vị đó lại đi với một tư cách là vị là thức giả đến Việt Nam nữa. Đã đi tới đến Việt Nam trong cái lúc là mình làm tổng thống rồi, cái chuyện đó đương nhiên là không còn thắc mắc nữa. Nhưng mà sau khi các ngài đã không còn làm tổng thống nữa lại phải đi qua nước Việt Nam. Trước đó ông Bush cũng tương tự giống như ông Obama. À, quý vị chắc còn nhớ ông Obama, ông là từng là diễn thuyết lúc còn tại vị tổng thống trên cái bầu cái căn phòng tròn ở tại Hà Nội cho tất cả thanh niên Việt Nam ưu tú đến đó được nghe ngài tổng thống Obama diễn thuyết. Ngài gửi gắm niềm tin hy vọng đường đi nước bước của Hoa Kỳ trở về Biển Đông như thế nào cho tuổi trẻ Việt Nam, cái gọi là hội vệ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà các vị đó đâu có bao giờ lưu ý, toàn là thích nghe ngồi bên cạnh tổng thống rồi cũng ba tháng quan hô như thế này chấm câu hết. Những lời ông Obama, ông nói bằng tiếng Mỹ sợ quý vị đó. Mà tôi thừa biết rằng là công nhận tuổi trẻ bây giờ được biết tiếng Mỹ, nó nghe tiếng Mỹ nghe rộng rốt mà nó nói chuyện nghe cũng hấp dẫn luôn. Nhưng mà mau quên, rất là mau quên. Cho nên cụ tổng thống Obama ông nhắn gửi bằng ông lễ kèo luôn. Ông nói gì? Trăm năm cũng từ đây của tin xin gửi chúc này làm ghi. Quốc dân Việt Nam có đầy đủ tất cả mọi yêu cầu có thể tiến thân được. Qua wow, quốc dân Hoa Kỳ luôn sẵn sàng ở bên cạnh quốc dân Việt Nam. Những câu vàng. Nhưng mà tuổi trẻ Việt Nam mau quên. Rất là mau quên. Tôi không hiểu tại sao. Vì thế khi mà ngài tổng thống Obama không còn là tổng thống nữa, trở về Việt Nam lại một lần nữa để xem thử cái tuổi trẻ này nó có thật sự muốn thay đổi chế độ bù nhìn cộng sản hay không. Cho nên sướng khổ cũng do như tuổi trẻ quyết định đó nha. Tất cả các vị tiền bối đã làm hết khả năng của mình rồi cho tương lai quốc dân Việt Nam. Thành quả là do tuổi trẻ Việt Nam có khả năng biết vung phân tưới nước nó bằng cách nào hay không thôi. Hạt giống đã trầm rồi. Bây giờ chỉ còn có chăm sóc nữa mà thôi. Mà tuổi trẻ là không biết chăm sóc thì chúng tôi sẽ làm gì đây? Khi chúng tôi đề nghị là bỏ, quý vị bỏ thuốc mà quý vị cái lén lén, quý vị hút thuốc hoài thì chúng tôi dầu có nói một tiếng nói ra cục vàng không chẳng có giúp ích gì cho quý vị phải không? Cho nên chính quý vị cũng phải làm nên vấn đề gì chứ. Lời vàng tiếng ngọc của ông Obama. Ông Obama đương nhiên là ai cũng chê trách là ông là đảng là thổ tả thổ quỷ gì đó không cần biết, không quan trọng mình bàn cãi trên đây. Nhưng mà ông đi qua nước Việt Nam, ông mang cái thông điệp của chính quyền của nước Mỹ chứ không phải là cá nhân của ông. Ông gửi gắm hết cái niềm tin ông cấy vào từng người một cho tuổi trẻ Việt Nam. Nhưng mà tuổi trẻ Việt Nam thấy tình đáng tiếc là mà quên quá. Lên YouTube search những gì tôi mới vừa nhắc đến ông Obama có đúng không? Ông nói là quốc dân Hoa Kỳ luôn luôn ở bên cạnh của quốc dân Việt Nam. Và tuổi trẻ Việt Nam có tất cả mọi thứ để tiên thần. Và tuổi trẻ Việt Nam là người quyết định cái vận mệnh của đất nước, cái tương lai của quý vị. Chắc không có cái nơi nào cả. Ý ông nói là không phải đảng cộng sản quyết định điều đó. Hoặc không cần đợi chờ bất cứ một cái nơi nào cả. Quý vị là người quyết định cái tương lai. Ông nói rất rõ như vậy. Và ông gửi gắm cái niềm tin. Tầm năm cũng từ đây của tin xin gửi chúc này làm ghi, có nghĩa là ngày ông đến đó là cái ngày để quyết định cho cái chiến lược trăm năm của Hoa Kỳ đi về Biển Đông. Mà quốc dân Việt Nam ok, that is life, đúng không? Đó là cuộc đời. Thì ngày hôm nay ông tổng thống, đâu cá nhân tôi gọi ông là một cái danh từ gọi là một hiệp sĩ đơn độc quýnh giặc trên mọi chiến tuyến,
đã về tới nước Việt Nam. Quý vị ở trong nước Việt Nam ra đón tổng thống, tôi luôn luôn mãi phải gọi ông là tổng thống, mà không nói là cụ tổng thống vậy, nói là ông tổng thống trong lòng tôi ít nhất hả. Donald Trump ông đã trở về Việt Nam rồi đó. Quý vị ở trong nước có ai đi đón, có ai gặp ngài thầy, và quý vị có biết nguyên nhân tại sao hả? Mời quý vị nghe tiếp, đây là bài viết gửi lời thăm hỏi từ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa cho quốc dân trong nước và nước người Việt Nam khắp trên hòn vũ. Cuộc sống vốn không dễ chịu và bằng phẳng như chúng ta mơ ước khi được che chở nâng niu trong vòng tay thân yêu của ông bà cha mẹ, lại càng khó khăn hơn dưới chế độ cộng sản. Chúng tôi thấy mình thật có lỗi khi chưa bao giờ chuẩn bị cho anh chị em và các cháu cái tinh thần và cái cách đối mặt với những cái điều bất trắc từ khi nhận trọng nhiệm là Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Đức Quốc Công ở xa ngàn dặm nhưng luôn băn khoăn lo lắng và gửi lời đến cho tất cả tuổi trẻ quốc dân Việt Nam khắp nơi trên hòn vũ. Chứ không phải ngày bên đây chỉ biết là chân êm nệm ấm. Đối với chân êm nệm ấm xa vời đối với ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta lắm. Nếu quý vị nói là chân êm nệm ấm, quý vị nói sai người. Ngài Đức Quốc Công giống như là một cái mà tiếng ngoại ngữ người ta hay thường nói là làm work like là ese, tức là làm việc giống như là cái con ese, con Excel, mà cái con gì mà Chúa cởi đó quý vị, cái con gì mà Chúa cởi đó tôi quên tiếng Việt, tiếng Na Uy chúng tôi gọi là Excel. Ngài Đức Quốc Công làm việc như cái con đó gì đó, miệt mài, cái chữ hạnh phúc chăng êm nằm ấm. Đừng bao giờ nhắc đến ngày nó nghe nó xa lạ quá. Và ngài xem ngài, cái bản ngã nó không ra cái gì cả. Ngài quất cái bản ngã đi nó mất tiêu rồi. Ngài quý mình giống như đôi dép cho quốc dân Việt Nam mang vậy đó. Tình thương của ngài bao ra rộng lớn như thế. Bởi vì nó quá bao la, nó quá rộng lớn, nó trên hơn cả cái sự thật cho đến mơ, cho mỗi người không còn có cái niềm tin nổi nữa. Đúng không? Mà các vị là thiên sứ ngày xưa cho đến tới ngày nay tương tự giống như nhau. Bởi vì quá sự thật làm cho mỗi người tại dương trần này không còn có đủ cái khả năng để nhận đó là niềm tin sự thật. Sân tê áo rước chạy, các vị thi sứ phải chạy. Trời ơi, Đức Phật từng chạy, chạy mua rớt cái bình bát, chạy khắp cổ thành ca tỳ lê huệ luôn. Rồi bỏ trong bó gai xuống là hai ngày không có bí ngọ bí lâu, không có ngọ mà đi nữa. Thấy không? Chúa Giêsu khi mà hỏi ngài nói ta là Chúa, ta là Chúa, ta nói ta là Chúa, ta đâu có thể ta nói gì khác hơn nữa. Nó không tin mà nó bắt ngài lên, nó đóng đinh. Khổ. Bởi vì cái sự thật, nó mạnh giống như cái ánh sáng mà ngàn watt, có ai bao giờ mà trưa nắng ra đứng nhìn cái mặt trời không? Không chịu nổi cái đó không? Ánh sáng, cái sự thật của các vị thiên sứ, nó tương tự như thế này. Mà nhất là trong cái thời hoàng kim này nữa. Mà nói Đức Quốc Công Tổng thống ngày Đào Minh Quân là vị tiến sĩ, khó ai mà tin nổi. Khó ai mà tin nổi. Nhưng mà bảo so sánh những cái việc làm của ngài, không có cái thứ gì so sánh được. Cũng là lấy trong cái thời hoàng kim ra để so sánh. Trong cái thời này mà, xứ người mà, dâng để chăng êm nệm ấm hạnh phúc tài sản là điều đầu tiên, đầu môi chốt ưỡi của tất cả mọi người. Nhưng mà trên đời này có ai mà chạy thoát cái đó không? Không, mà chỉ có một người đặc biệt, đó là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân.
phú quý bất năng giam, bằng tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Ngài ngang nhiên tự tại bước qua khỏi ba cái thức lầm thử thách đó, bởi vì không ai tin nổi trên sự đời này là có một người nào mà có tiền mà xem thường nó, ai cũng khoái con đồng kiếm thêm năm cắt nữa, hiểu không? Cho nên những cái điều này kể ra, quý vị không nằm bên cạnh, không ở bên cạnh, quý vị không được tin. Có nhiều người chưa bao giờ biết cái đề tâm Việt Nam ngoài, chưa bao giờ biết cái tổ nghe đường ở đâu, mà tôi nói bình luận quá trời quá đất, giống như là quý vị làm thủ tướng ở trong chính phủ đề tâm Việt Nam còn họ không bằng luôn á. Tôi thấy con người tôi nói suốt cuộc đời cái ở ngay bên bờ đại dương bên kia, vậy mà tôi nói lên nói ông nói à chú chính phủ đề tâm Việt Nam còn hồi như thế này thế nọ, tổng thống đầu quân như thế kia thế khác. Tôi nói trời ơi, sao mà nghe ông nói giống như ông làm thủ tướng trong chính phủ đề tâm Việt Nam còn hồi không bằng luôn á. Bởi vì quý vị không là thành viên trong chính phủ đề tâm Việt Nam còn hồi, không có cái trách nhiệm trong cái đề tâm Việt Nam còn hồi, không thấy là bốn phận thiêng liêng trách nhiệm của mình đối với xã tắc nông thôn. Cho nên quý vị thao mà bình luận theo cái khả năng hiểu biết tột cùng của quý vị thì tới đó thôi, cuối cùng làm trò cho thiên hạ, chẳng có lợi ích gì, trong khi quốc dân Việt Nam muốn có cái sự là nghiêm chỉnh từng cá nhân một là đã đủ, làm cho quốc dân cũng đủ tươi thắm lên rồi. Nhưng mà các vị đó không muốn quốc dân tươi thắm, muốn quốc dân bằng công thôi. Cho nên khi mà một người đại nhân đại nghĩa bước ra lãnh đạo ghét vét ngà voi, không ai tin tưởng trên đời này có một người mà hy sinh cuộc đời mình, thời gian của mình để đi làm cái chuyện đó cả. Nhưng mà nếu có một người làm thì quý vị không tin, đem lòng đố kỵ, đã không tin còn đố kỵ, còn ganh ghét. Chúng tôi chia sẻ dẫn bày các vị tiên thánh ngày xưa y chang vậy. Con ông tu sĩ kia, ông thấy sao Đức Phật mà giảng đạo có nhiều người nghe quá. Bởi vì ngài Đức Phật giảng đạo lúc nào ngài cũng bắt ống cái kiểu này ha, bắt ống kiểu này để giảng đạo ở trong cái vườn Ca Tỳ La Huệ. Thì có vị tu sĩ kia ghen tức, mà tôi gọi là ganh tị viên, ghen tức. Thì cái ông sư đó mới giảng cho đệ tử, ông nói các con không cần thiết là phải nghe đạo của ta, chỉ cần ăn cái lóng tay của cái ông Phật mà ông ngồi ông giảng ở bên kia, ăn cái ngón tay của ông là quý vị thành Phật liền. Trời ơi, đệ tử ông tìm đủ một cách táo rượt Đức Phật, tìm đủ một cách táo đè ông xuống, cắt cái lóng tay con Đức Phật đây để mà ăn. Thấy gian ác, thấy bên tà đạo kia nó gian ác. Bởi vì họ nói rằng hãy cắt được cái lóng tay đó là Đức Phật không còn bắt ống được nữa, mà không còn bắt ống thì không còn giảng được đạo, không có thu thập nhân tâm được nữa. Tàn bạo chưa, thấy ghê gớm, thấy còn cái đạo ganh tị viên nó tàn bạo à. Nó kêu đệ tử đó phải qua bên đó là tìm, ai cũng khoái tự ăn được ngón tay của Đức Phật là thành Phật mà đó. Thì tìm đủ một cách đó là ta cắt cho được cái lóng tay của Đức Phật, nhưng mà nào cắt được đâu, tại cố hại thôi. Cho nên thành phần ganh tị viên ngày hôm nay cũng vậy, nó thấy Đức Quốc Công tổng thống đã ngày càng vững mạnh lên, còn họ miệt mài trên cái bàn phím là 45 năm trôi qua cũng đứng chững tới đó. Cho nên gì, ganh đóng vai trò ganh tị viên, tìm đủ một cách là bào càng bàn phím, chưa bao giờ biết tụ nước nghĩa đường nằm ở đâu, biết tổng thống ngày đại minh quân như thế nào, cứ là lên nói ông ra để chi. Trời ơi, ta đây cũng biết là chánh trị, đại khái như vậy. Cho nên cái thối đời ngày hôm nay, Đức Quốc Công ngày tổng thống đồng luôn đã ngang nhiên tự tại trải qua một cách quanh liệt liệt mà không còn sợ một cái thứ gì, mưa mây gió chưa chẳng sợ xó nhỏ, mà càng đứng vắng thước sừng sững trên đỉnh non cao, thám hiểm một vùng trời đất như cội thông già. Xin cho chúng tôi được dùng danh từ tôi, thấy ngài thân thiện chưa? Chứ ngài không, ngài có lúc mà trách nhiệm thì ngài là tổng thống thật, nhưng mà bình thường
cứ gọi anh Tư, ngài là thứ tư trong gia đình, gọi bằng anh em. Bây giờ ngài còn nói là dùng chữ tôi. Trách nhiệm thì đương nhiên là cái đó là cái chức vụ, cái cấp bậc là tổng thống, mà chức vụ là vị lãnh đạo tối cao có đầy đủ trách nhiệm đối với xã Tắc Nông Sơn. Nhưng mà ngồi ra nữa, ngài là con người với con người, ngài sẽ san bằng cái chức vụ của ngài hết. Ngài là con dân của Việt Nam, cho nên ngài dùng cái chữ tôi và thân thiết gọi quý vị các bạn là anh chị em và các cháu. Tìm cái khoảng cách giữa Đức Quốc Công, Đào Minh Quân với lại quốc dân Việt Nam. Khoảng cách đó không đủ cái mũi kim mà chui qua nữa, có đúng không? Hay là giống như các bậc học sĩ kia, ta là thạc sĩ, ta là tiến sĩ đó nha. Nói chuyện cũng phải là cho nó lễ nghi lễ phép, là người nào tiến sĩ là phải tiến sĩ, người nào bằng dân là bằng dân. Không, Đức Quốc Công chúng ta không. Đức Quốc Công của chúng ta như mọi quốc dân Việt Nam. Còn về bản ngã của ngài, ngài còn nói quốc dân là trên hết. Xem dân như con mà cư xử dân như cha như mẹ. Ngài quý ngài giống như đôi dép cho quốc dân Việt Nam này. Bây giờ ngài không xin tổng thống mà xin tôi. Giữa ngài với quốc dân con cách đó không đủ cái mũi kim để trôi qua nữa mà, có đúng không? Nếu quý vị ngày nay không tin tưởng những gì Đức Quốc Công tổng thống Đào Minh Quân thì quý vị y chang như không tin tưởng những gì cái ông Obama gửi gắm cho quốc dân Việt Nam. Khổ nhất cái là quốc dân Việt Nam mình nó sao mà tổng nghiệp cái chỗ đó, không biết là bữa nay là tổng thống Donald Trump, đúng rồi, tổng thống Donald Trump đang ở bên Việt Nam rồi, đúng không? Quý vị biết cái chuyện gì xảy ra không? Trời ơi, cái Biển Đông nó sắp lên hất lửa rồi đó. Và quý vị nên nhớ cái ngày mà trước khi giới bảo quyền cộng sản Việt Nam tương tự như cái thời Anh, mà tức khi giới của quân Nhật tại nước Việt Nam gì đó, nhẹ nhàng quý vị ngủ đêm như thế sáng thấy ủa tại sao mấy Nhật nó đi đâu hết trơn, mà nó thấy đi tay không mà súng đạn nó để đâu mất tiêu, bỗng nhiên thấy không? Cho nên tôi thưa những cái điều này tôi nhắc lại dựa theo dòng lịch sử cho quý vị làm tin. Những cái gì mà Đức Quốc Công tổng thống Đào Minh Quân làm ngày hôm nay vì không đủ khả năng để làm tin, và cũng như lời ông cụ tổng thống Obama đi đến ở nhiều năm gửi bao nhiêu lời vàng tiếng ngọc mà quý vị cũng không có làm tin. Làm bây giờ đến đâu mà tổng thống Donald Trump phải đích thân đi qua một lần thứ hai, trong không phải là tư cách một vị đương kim tổng thống nữa, mà vị chính khách rất là có trọng lượng. Bởi quốc dân mà ra. Bởi quốc dân. Thấy không? Thấy nước Mỹ nó ở xa xôi, quốc dân đâu bà con, quốc dân Việt Nam đâu bà con bên nội bên ngoại gì họ đâu. Dễ mà họ quan tâm kinh khiếp. Thấy không? Thấy cái sự quan tâm chưa? Cho nên cái việc làm của Đức Công ngài tổng thống Đào Minh Quân ngày hôm nay nó cũng tương tự như vậy. Quý vị phải đủ niềm tin để cho đại cuộc nó tiến hành một cách trôi chảy cho quý vị. Một người thì tìm đủ một cách cứu bệnh quý vị, còn quý vị thì an toàn đồ độc vô trong đó thì hỏi thử có cái gì đó ông gì đã cải đà, có ông gì đà đó ông có tái sinh cũng phổ đà, ông gì đó ông tái sinh cũng không cứu rỗi quý vị nói, đúng không? Qua chúng tôi gọi quý vị và các bạn là anh chị em và các cháu. Chính bản thân tôi cũng chưa sắp xếp được cái ý tưởng và những cảm xúc
dâng tràn khi nghĩ đến anh chị em và các cháu. Nhưng đây là cái tấm lòng của tôi mong mọi người đọc qua, vì tôi không hề muốn những điều mình biết, những nỗi đau hay bất hạnh xảy ra cho mình có thể tái diễn cho dù anh chị em và các cháu có ý chí kiên cường và dũng cảm hơn nhiều. Thầy thâm thiết đọc tới khúc này nghe xe cả lòng. Thước đo của sự thành công hay giá trị của con người không phải là những vật chất hay danh vọng. Chính cái niềm tin, hy vọng, sự nhẫn nại và ý chí vượt qua mới là cái khốn khổ tôn vinh. Tôn vinh nhân phẩm của mỗi người. Anh chị em và các cháu có thể nghe lời tôi khuyên hay đọc kinh nghiệm từ những người khác, từ những cái câu chuyện mình nghe hay biết từ trong sách vở, báo chí, bạn bè và người thân. Nhưng tất cả không phải là mẫu mực của bản thân. Chỉ khi nào chính mình trải qua thì điều đó mới chính thực là của mình. Triết lý, trên triết lý rồi. Khi tôi qua bên Mỹ, tìm đủ mọi cách để gặp những cái đảng phái chính phủ chính trị để mình gia nhập, mình gặp cái ông thầy của mình. Trời, trung tướng, tức là cái nhìn xa hiểu rộng của ngài chứ đâu phải ít đâu. Đề nghị ngài giới thiệu mình, ngài nói hãy tự tìm. Hãy tự tìm cho mình một cái chánh đảng, không nhờ cậy bất cứ một người nào. Trải nghiệm của mình mới nói lên sự thật, không cần thiết phải nhờ bất cứ một ai giới thiệu. Thật là tuyệt diệu. Bây giờ đọc lại những cái lời vàng tiếng ngọc của Đức Quốc Công Tổng thống Đồng Quân gửi lên đây, mình nghe rất là thấm thiết. Từ những cái câu chuyện mình nghe hay biết từ trong sách vở, báo chí, bạn bè và người thân. Nhưng tất cả không phải là mẫu mực của bản thân. Chỉ khi nào chính mình trải qua thì điều đó mới chính thực là của mình. Nghe nhạc sĩ đánh đàn không quan trọng, mình đánh đàn mới là quan trọng. Nghe ca sĩ ca không bằng mình ca. Trong đời tôi chưa bao giờ yêu chuộng một cái nhạc sĩ, một ca sĩ nào hết. Nếu mà Chế Linh mà ca bài nhạc gì hay đó ha, tôi viết xuống, tôi cầm tôi ca. Tôi thấy bài nhạc nó hay hơn là chính Chế Linh ca. Tôi đàn chẳng có hay, nhưng mà phải tôi đàn thì tôi mới nghe thấy nó hay, có ý nghĩa hơn là nhạc sĩ Trường Kỳ Kháng Chiến nó đàn trên sân khấu, đúng không? Cho nên những cái trải nghiệm phải chính mình thì nó có đầy ý nghĩa. Mỗi người lớn lên hay trưởng thành bằng kinh nghiệm và nghị lực đối đầu với cái khó khăn, chứ không do cái lý thuyết hay sự từng trải của người khác. Hay quá, cái khúc này mà đọc tới đây mình không ngẫm nghĩ là không được. Người khác người ta cho mình cái kinh nghiệm, còn mình là cái tiến thân. Có nhiều người học cái người khác để cho mình tiến thân luôn, sai. Tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện mà quý vị nên nhớ, nếu quý vị làm quý vị sẽ thành công. Đừng có bao giờ dạy con cháu mà bắt nó làm tốn cộng, tốn trừ, tốn nhân, tốn chia một cách mà nó mệt mỏi luôn. Chờ nó làm gì mà từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 vẫn còn tốn cộng, tốn trừ, tốn nhân, tốn chia. Tại vì quý vị nghĩ rằng nó lên tới đại học nó quên đi tốn cộng, tốn trừ, tốn nhân, tốn chia. Cho nên quý vị nó bắt nó cày bừa, tao nói sáng cái cộng trừ nhân chia, chiều cũng cày bừa cộng trừ nhân chia hỏi. Mất thì giờ cho nó đi tiếp. Thấy không? Cho nó đi tiếp. Bởi vì lên tới đại học cũng là cái bài toán cộng trừ nhân chia. Cho dù cái lượng giá là đủ trọng cấp 3
cấp mấy cũng không biết, cộng là cộng, trừ nhân chia mà thôi, không có cái gì khác, cho nên đừng có vội buộc nó phải là thu hết cộng trừ nhân chia rồi tính chuyện trăm năm nó sai đó. Cái đó là cái cổ lỗ sĩ của mình bỏ bớt đấy đi ha. Học để kinh nghiệm thôi, còn tiến thần hãy làm chuyện khác. Trời ơi, ngày hồi nhỏ nè, mình học mình viết chữ, ông ba bà mẹ mình nói viết chữ cho đẹp, mai mốt lớn lên là đi cầm viết đồ nuôi cha nuôi mẹ. Trời ơi, ráng mình học mình viết cái chữ A cho ngay thẳng, chữ B cho ngay thẳng. Khi tân ngày hôm nay nha quý vị, trời ơi, chúng tôi không còn cầm viết để viết nữa, mà lại múa 10 ngón tay cho đều trên bàn phím. Trời, nó ra chữ A chữ B đẹp, đẹp ngất ngay luôn. Cho nên mình phải là học cái quá khứ để làm kinh nghiệm, học cái tương lai để tiến thân. Có nghĩa rằng là cái gì mình chúng ta cũng có lợi hết, phải không? Đừng có bao giờ phỉ báng những cái ông già quá khứ sai rồi quý vị. Đừng có là vội bước vào cái tương lai khi mà quý vị không biết. Ngạo nghễ sẽ chết chèm. Quý vị xài đồ như tôi nói, xài là tán mạng luôn, nhưng mà lười học cái phát minh. Đeo đồng hồ đắt tiền nhưng chẳng màng coi xem giờ để đi cho đúng hẹn. Đúng không quý vị? Ở trong quý vị ở Việt Nam, trong nước có trình trạng đó không? Quý vị đeo đồng hồ tôi nó khoe ra để lắc lắc khoe cho người ta xem thử, nhưng mà hẹn đi uống cà phê coi trời ơi, đồng giờ dây thun nó kéo dài kéo lê kéo lết luôn. Người ta hỏi ủa anh đeo đồng hồ để làm gì? Nói, trời ơi thì đeo để coi giờ để ra uống cà phê với anh, mà tôi hẹn anh 1 giờ, bây giờ là 1:30 rồi. Hỏi sao? Nói giờ Việt Nam giờ dây thun mà ha, nó kẹt đó. Đây là cái gọi là đức tính hay là cá tính gì đó không biết. Khổ. Cho nên xin thưa quý vị, nếu là một con người mà hiểu biết rồi thì tất cả mọi tình huống ở trên đời này đều là ông thầy của chúng ta, đã không có cái thứ gì mà gọi là đáng vứt bỏ đi đâu. Không bao giờ. Nếu mà người hiểu biết, nhìn đời, mọi thứ gì đều là ông thầy bà cô của chúng ta, chẳng có cái thứ gì mà vứt bỏ. Nếu quý vị vội vứt bỏ một điều gì đó, quý vị chẳng qua là quý vị ghen tức gì đó thôi, quý vị không có. Có những người kia tôi nói nghèo khẹt rớt to, nghèo ho ro máu, nghèo lũi du bờ, nghèo khờ con mắt luôn, mà cái chữ nói tao ghét nhất mấy thằng nhà giàu, tao ghét nhất mấy thằng nhà giàu. Trời ông, trước khi ông dụa mấy người đó, ông phải có tiền tỷ tiền đóng đóng lên chứ. Ông chẳng có cái gì mà ông nói tao ghét mấy thằng nhà giàu. Trời đất ơi. Ngạn ngữ của Việt Nam nói câu gì? Phải can đảm mới mềm lòng, yếu đuối phải khôn ngoan rồi hãy dư trí giải khờ. Mình trời đó, mình cái thằng yếu đuối mà giả đò yếu đuối, chắc là mình phải can đảm lên cái đó. Mình phải giàu rồi hãy khi dễ đồng tiền. Trời ơi, mình không có đồng lơ mà đời khi dễ những người có tiền sao được. Đó, chia sẻ cho nên quý vị, vấn đề mà quá khứ là ánh đèn để ngưỡng cửa tương lai. Rồi, nói tới cái triết học mấy cái đó tôi chán. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp cho quý vị. Mỗi người lớn lên hay trưởng thành bằng kinh nghiệm và nghị lực. Đối đầu với cái khó khăn, chứ không do lý thuyết hay sự từng trải của người khác. Thế gian có hàng triệu tỷ sinh linh, nhưng ai cũng quan trọng, ai cũng có cái vị thế riêng biệt và đặc biệt của người đó. Trời, cái câu này nó nói thiệt tình rồi chứ. Cho nên nó tôi không khuyên quý vị là phải to con giống như Francis. Tôi không khuyên quý vị. Quý vị như thế nào cũng ok hết á. Tại vì quý vị là mỗi người có cái địa vị riêng biệt ở ngoài xã hội. Trời, Đức Phật nói câu gì? Có trời, có đất và cũng có ta. Không? Chứ đừng có nói là ông trời to, ông đất nhỏ gì là chính giữa không có ai đâu. Không có. Đồng tây tuy nó khác nhau mà không có nhau là khó chịu lắm á nha.
Đừng có nói rằng cái anh kia anh như thế này chứ nọ, tôi với anh bất đồng ý kiến như thế này thế nọ, tôi khó chịu quá, tôi như thế này thế nọ đủ thứ. Nó không phải có những cái bất đồng ý kiến đó, nhìn thấy không? Đông Tây Nam Bắc có nó bao giờ gặp nhau đâu, không bao giờ, never meeting no. Nhưng mà không có nhau trong đời là không được đó nha, đúng không? Cho nên quý vị là nhìn thấy một vài người nào bất đồng chính kiến quý vị ở ngoài xã hội rồi quý vị là tìm cách là tránh xa rồi đó, sai rồi quý vị. Quý vị nên nhớ một điều nữa nha, tôi kể cái này cái chuyện nhân gian mà quý vị sẽ hiểu rõ hơn nữa. Quý vị thấy cái chiếc máy cày không? Trong cái tồn diện có chiếc máy cày mà có một cái bánh xe, phải nói nó vô dụng, vô cùng vô dụng, nó không làm cái nghề gì hết. Quý vị biết cái bánh xe nó đặt ở đâu? Nó đặt ở đằng cuối của những cái dĩa cày đó. Nó cứ lăn chơi như thế thôi. Nhưng không có nó là cái máy cày cái không chạy lọc đất nổi. Cho nên quý vị đừng có xem thường những cái mà nhìn thấy nó không có vô tri vô dụng, nhưng mà nó vô cùng quan trọng. Quý vị bữa nào bật gì lên đây search một cái lên, nhìn thấy chiếc xe máy cày nó có cái bánh cuối cùng của nó. Trời ơi, cái bánh đó quan trọng vô cùng ơi là quan trọng. Có một lần tôi xin phép tôi kể thêm câu chuyện, nó cũng tương tự như vậy. Nó là câu chuyện của xã hội, cần nó giải bày bữa nay là cuối tuần cái đó. Có một cái dạng phèo rất là lớn ở Âu Châu, nó đặt ở bên Pháp, đặt ở bên Tokyo, nó kéo về. Kéo xuyên qua Thái Bình Dương, kéo xuyên qua tôi nói Đại Tây Dương gì đấy, nó kéo về tới Âu Châu luôn. Hai chiếc đằng trước kéo đi, một chiếc đằng sau kéo ngược trở lại. Mình mới nói, cha ơi, tại sao mà không cùng nhau ba chiếc kéo một hướng đi cho nó lẹ. Người ta nói trời ơi, nếu mà như vậy ông đâu phải có cái tư tưởng là kỹ sư đâu, nghệ thuật kéo để cho cái chiếc vàng phan đó nó đi nghiêm chỉnh, nó bước qua trải qua sóng gió mà như thế đó là bị sóng nó chìm, nó nhẫn chìm thì sao. Cái hay nhất là hai chiếc nó kéo đi và một chiếc thứ ba phải kéo cái vàng phan nó ngược trở lại thì nó mới đi nghiêm chỉnh ở trên làn nước. Đính đúng theo cái hướng của vị kỹ sư là lập ra. Thấy không? Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng một vài người đó nào đó khó chịu với mình rồi cái lẽ tự nhiên mình nghĩ rằng là mình chung bước, không có đâu. Trời, cái khó chịu là cái quan trọng lắm. Để tiên thần. Thấy không? Bữa nay quý vị nghe câu chuyện quá ư là ngược ngạo mà ở ngoài xã hội quý vị gặp phải mà quý vị không trả lời được nguyên nhân ai làm sao? Đúng không? Chiếc máy cày có cái bánh lái mà vô dụng, nó chỉ lăn theo thôi, nó không có lại gì hết, mà ít có ai biết là tại sao nó đóng vai trò gì quan trọng ở dưới đó. Không ai biết, bữa nay quý vị biết là nguyên nhân nó tại sao là không có nó là chiếc máy cày nó chạy tầm 7 tầm 3 rồi đấy quý vị. Và cái dàn khoan to lớn kia mà hai chiếc đằng trước nó kéo, mà nếu chiếc đằng sau cũng bắt chước chạy tới đằng trước cũng kéo luôn một lượt, là cái dàn khoan nó lật ủng xuống đại dương luôn. Nó phải kéo ngược trở lại, dàn phèn nó mới an toàn trên biển lộ. Đúng không? Kể những cái mẫu chuyện này quý vị sẽ rất ư là khó chịu. Nếu quý vị nghe một lần quý vị sẽ khó chịu. Nguyên cả một cái cổ xe to lớn như vậy, quý vị thấy nào bánh xe nào là sườn xe đủ thứ, mà ở trên đó chỉ có một điểm thôi là quan trọng nhất, nó mới giữ được cái cổ xe. Đó là cái rường xe, cái mà nó nằm sâu nhất của, nằm thấp nhất của một cái cổ xe. Cho nên người Việt Nam mình cái tính hay nói câu nằm chi mà ở dưới thấp quá, dưới gọi là thấp tầng lớp của xã hội quá. Nhưng mà ngày hôm nay người ta hay ví các bậc học giả, thức giả là rường cột của non sông. Tức là những người mà phải nói là cầm cân nẻ mực đưa quốc dân đất nước trở nên tốt lành đồ đại khái như vậy. Người ta dùng cái chữ rường, cái rường đó. Tức là cái cây đe nó nằm ở dưới thấp nhất của cổ xe. Không có nó, chiếc xe không bao giờ trở thành cổ xe.
hoặc không bao giờ giống tay được cái thứ gì cả. Đừng có xem cái thấp nhất nó là vô tri vô dụng nhé. Nhân gian nó tần giữ nó, ví các bậc học sĩ kia như là rường cột của non sông, cái rường đó. Cho nên ngài Đức Quốc Công Tổng thống là ngài xem mình với tâm hồn sự thật so với cái bản ngã, ngài là đôi dép thấp nhất ngồi sau của quốc dân Việt Nam. Có nhiều người cũng lên ní nụng nói rằng là làm tổng thống mà tại sao lại chịu cúi đầu xuống làm đôi dép cho quốc dân như thế này thế nọ. Thiệt tình khổ quý vị, các nghĩa hội quý vị cũng không biết. Đó là cái bản ngã ngài quý ngài như thế. Đừng có xem cá nhân của ngài là điều quan trọng, mà hãy xem tư duy lý tưởng đường đi của ngài vì quốc gia dân tộc, cái đó là mới đáng nói. Cho nên ngày hôm nay ngài nói rằng cho ngài xưng tôi để cùng với quốc dân Việt Nam đồng hành trong mọi tình huống, chứ không tổng thống gì trong đây nữa. Thấy chưa? Thấy ngài cần kỳ với quốc dân. Hai cái khoảng cách nó nhỏ mà tôi đã ví rằng cái mũi kim sọt không qua luôn. Ok, chúng ta tiếp tục. Sự thành công và thêm tự tin, sự vấp ngã chỉ là kinh nghiệm, mà can đảm tiến bước lại càng tốt hơn. Không ai có thể đánh giá một giai đoạn đã qua là trong giá trị của đời mình. Những câu nói chưa suy nghĩ kỹ có thể bị hiểu lầm. Cứ làm theo cách mình tự tin, đi theo con đường mình đã định, đã cho rằng đúng, dù chưa ai là. Nó chứa đựng một cái sự nhăn nhủ thật là thâm sâu ở bên trong. Mong rằng quý vị sẽ hiểu thôi. Sự thành công là thêm tự tin, sự vấp ngã chỉ là kinh nghiệm. Quý vị, một vị đại anh hùng có nghĩa là gì? Nhắc tới vị đại anh hùng, quý vị nói là ông nó ngon, nó quýnh trận nào cũng thắng, cỡ ngựa là phi, cái là tới mục đích liền. Sợi bét. Có một vị vua kìa. Một vị vua này ở Scotland. Ông bị quân ngội xâm vua rượt, ông đánh ông, tao nói tơi tảo qua lá cành, ông chạy tốt lên rừng lửa núi, ông trốn ở trong đó, ông trốn trong một cái túp lều. Mà ông quýnh bao nhiêu trận nào cũng thua, ông buồn. Ông trốn ở trong cái túp lều đó, ông mệt, ông nhìn lên cây thường lương ở trên á, trên cái túp lều có cái con, có con gì nó đường lưới đó, quên rồi, con nhện. Sorry quý vị. Con nhện nó tìm đủ mọi cách, nó phân cái sợi tơ của nó qua cây bên kia để nó đường cái tay lưới của nó. Mà nó phân tới 6 lần cũng đều thất bại. Ông vua đó, ông mới ngồi với ông nhìn, ông mới nói poor thing, tức là tội nghiệp cho con vật. Nhưng mà cái con kia, con nhện nó tìm cách nó phân một lần thứ 7 nữa, nó dính cái đường sự tơ qua bên kia. Trời ơi, ông vua, ông mới mở con mắt lên, ông nhìn. Nhất định ta không phải là tệ hơn con nhện này được đâu. Nhất định ta phải quyết định đánh giặc một lần thứ 7 này xem sao. Ngài ra quân tuyên bố với lại bá tánh, nhất định phải quýnh một trận cuối cùng sinh tử với lại ngội xanh. Ngài chiến thắng đến cuối cùng. Cho nên đừng có nói rằng là vì anh hùng không có khả năng, là không bị như thế, không bị như thế nào. Nếu mà người không biết nghĩ rằng người anh hùng là phải phi ngựa tới nơi tới chỗ mới gọi là anh hùng, sai. Người anh hùng mà
phi ngựa mà bỗng nhiên té ngựa mà còn bước lên lưng ngựa chạy tới mục đích, đó mới là anh hùng trên anh hùng. Hiểu chưa? Đó mới là anh hùng trên anh hùng, chỉ làm anh hùng bình thường không có đủ trong cái thời buổi này. Phải là anh hùng trên anh hùng mới có khả năng gánh vác giang sơn trong cái thời cái thanh bình này, trong cái thời gọi là loạn này. Phải đòi hỏi những con người anh hùng trên anh hùng, có khả năng đạt qua hết tất cả mọi chướng ngại vật, té ngựa, leo lên ngựa, tiếp tục phi tới mục đích. Chứ đâu phải nhiều người nói bại tướng chi đại phu bất khả ngôn dũng, vong quốc chi đại phu bất khả ngôn thiết đồ vân vân. Trời ơi, tôi tiếc lắm, tôi tiếc khi mà nghe được những cái câu mà các bậc vị đại học sĩ, các vị tướng ta trước kia phát biểu ra, tôi tiếc lắm. Có nghĩa là mình đang nghe cái lời phát biểu cuối cùng của những nhân vật đó, mình tiếc. Đâu có thể nào dùng những cái câu đó để trói buộc lại cái dũng khí của mình. Bại tướng chi binh bất khả ngôn dũng, nó đâu cần thiết phải nói chuyện đó. Trời ơi, té nữa không quan trọng, quan trọng nhất là mình có muốn cởi lên lưng ngựa phi tiếp hay không, đúng không? Buồn khi mà nhắc tới lịch sử mấy cái khúc này, mình rất là buồn. Buồn vì mình đã nghe những cái lời nói cuối cùng của những cái đại dũng sĩ đó rồi. Uổng quá. Có nhiều người ngày hôm nay còn nói thêm là vong quốc chi đại phu, vong quốc chi đại phu, vong quốc chi đại phu. Không có cái gì để mà biện hộ biện nói nữa, chỉ là chết theo thời gian. Uổng quá quý vị, tiếc quá quý vị. Rất là tiếc. Cho nên muốn làm một vị đại dũng sĩ, té ngựa, leo lên lưng ngựa, tiếp tục phi tới mục đích. Chứ không phải té ngựa rồi nằm co ro cú rũ. Ok, ok. Sorry quý vị, cái đôi lúc mình chạnh lòng mình phải nói như thế. Ai cũng có lúc thành công hay thất bại mà, thấy không? Sự thành công là thêm tự tin, sự vấp ngã chỉ là kinh nghiệm, mà can đảm tiến bước lại càng tốt hơn. Thấy không? Hay quá. Bài triết phải nói là cảm ơn Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Không có ai, không ai có thể mà đánh giá một giai đoạn đã qua là chân giá trị của đời mình. Cho nên rồi, cái chuyện đã qua là cái chuyện bắt buộc, thời gian nó đâu có thể dừng bước được, nó phải đã qua. Mà trên đó như thế nào không quan trọng, quan trọng nhất cái ý chí của mình có muốn làm lại hay không, có muốn tiến thân hay không, cái đó. Đúng không? Tôi biết quý vị cũng ít nhiều quý vị có đánh cá ngựa, cái đúng không? Có nhiều người thì khói là ra mà thấy con ngựa nào phóng trước là lo là mua con ngựa đó liền. Sai. Trời ơi, tôi chứng kiến, tôi chẳng có phải là cờ bạc cái gì, nhưng mà tôi theo dõi cái đó, tôi thấy nó có hay cái là cái con ngựa ơn sao cuối cùng á, hay nhất là nó bắt đầu nó không có bị đe dọa bởi cái người ngồi trên con ngựa, nhưng mà có một sự mà phải nói là khuyến khích cho con ngựa sau cùng mà nó đi lên là phòng vuốt nó qua mặt nó qua mặt hết tất cả các đồng bọn của chúng nó chạy thắng tới cái điểm cuối cùng, nó là chiến thắng. Cho nên đâu phải đi trước gọi là người tốt, lành người tốt hoặc là giật cờ chiến thắng đâu. Trời ơi, tôi ngày xưa xin phép kể bởi những câu chuyện nữa. Tôi đi đấu giá đài là biết mấy chục trận mà tôi chưa bao giờ nhận được cái mày đây, cái bằng khen gì hết á. Bởi vì mình đâu không có thắng. Nhưng mà bỏ cuộc nửa đường thì không. Kẻ mà đấu thắng tôi là người đó không phải phải tự động mà đi xuống khán đài được đó, phải dìu mới xuống. Còn tôi thì đương nhiên là phải khinh rồi, tại vì mình nằm nhẹp ở trên khán đài rồi, mình nằm nhẹp ở đó và bị quấn tơ táo qua lá cành. Nhưng mà cái kẻ thắng mình chưa chắc là tự động đi xuống khán đài được đâu, là phải có người dìu mới đi.
Cho nên đừng có nghĩ rằng nó là kẻ chiến thắng tức là tốt. Đâu có quan trọng cái chuyện đó đâu. Quan trọng gì? Mục đích là gì? Đấu cho đúng giờ không bỏ cuộc. Mục đích trên đường đời này là gì? Giải thể tạo quyền cộng sản, nhất định không bị những cái thứ gì ràng buộc dọc đường. Té ngựa, leo lên ngựa, tiếp tục chạy tới mục đích. Không lấy những cái ngạn ngữ nào là bại tướng chi đại phu bất khả ngôn dũng, quân quốc chi bại tướng chi binh bất khả ngôn dũng, quân quốc chi đại phu bất khả ngôn thiết. Nào lấy mấy cái thứ đó ràng buộc con người của mình. Giống cũng như bắt cái con mèo mà cột hai chân trước này, tại sao mày không bắt chuột mày ăn, là mày vô đây cái mày đòi ăn cơm hoài, biết vì của cái bung hai cái chân trước nó rồi, làm sao đi bắt chuột được. Giống như cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay đem những cái ngạn ngữ đó buộc vào cái tư duy của mình rồi cảm thấy thẹn lòng lấy, nhưng mà thật ra ngoài xã hội đâu có đến đâu thẹn lòng như giống như chúng ta nghĩ đâu, tại chúng ta cho, tại chúng ta buộc mình như thế đó. À, không ai có thể đánh giá một giai đoạn đã qua mà chân giá trị là chân giá trị của đời mình. Những câu nói chưa suy nghĩ kỹ có thể bị hiểu lầm. Cứ làm theo cách mình tự tin, đi theo con đường mình đã định, đã cho rằng đúng dù chưa sai lầm. Nên nhớ hạnh phúc là cái cảm giác trên từng chặng đường, chứ không chỉ là lúc tới đích. Nghe em chẳng chơi, đâu có phải là chạy tới đích. Dọc theo đường đi mà quý vị làm tròn thất trách nhiệm thiêng liêng của quốc dân và của đất nước giao phó. Hạnh phúc trên hạnh phúc, bất kỳ lúc nào cũng là cái điểm khởi hành tốt nhất của chúng ta. Và không ngần ngại nói lời xin lỗi hay biết cảm ơn và tha thứ. Quý vị làm nổi chuyện đó không? Nhất định quý vị ở trong nước làm nổi cái đó không? Ở trong nước đó quý vị có cái chỗ này nó rất là mua bằng tiền, không biết có hay không, là cái chữ cảm ơn. Trời ơi, tôi nói cái gì chứ cái chữ cảm ơn đắt tiền kinh khiếp luôn á. Trong đời tôi khi còn sống ở trong nước chưa bao giờ nghe cái chữ cảm ơn bất cứ nơi nào và chỗ nào luôn. Thấy cái chữ cảm ơn ở trong nước nó đắt ghê dễ sợ luôn á. Rồi cộng thêm cái chữ xin lỗi. Xin lỗi có thể là nghe không gần như chưa có nghe. Chưa có nghe luôn. Nhưng mà người ta thấy gì người ta nói xin lỗi thì người ta hành động. Người ta hành động. Thí dụ như là thí dụ ta nói xin lỗi anh thì người ta không nói câu đó. Người ta đi bút múc cho mình ly nước lạnh. Tao để trước. Để đó thôi, chẳng có mời nữa. Mời anh uống nữa, không có luôn. Để nó. Thật sự nó cũng là gọi là cái cá tính, dân tộc tính hay sao. Ok, mời quý vị nghe tiếp. Nên nhớ hạnh phúc là cái cảm giác trên từng chặng đường, chứ không chỉ là tới đích. Bất kỳ lúc nào cũng là cái điểm khởi hành tốt nhất của chúng ta, và không ngần ngại nói lời xin lỗi hay biết ơn, cảm ơn và tha thứ. Cuộc đời như cái hành trình leo núi, không cần quay đầu nhìn lại quá lâu với những gì mình đã vượt qua hay bị thất bại. Hãy luôn hướng về phía trước. Lúc lên tới đỉnh sẽ cảm nhận được cả bầu trời. Và đừng quên tình cảm chân thành luôn là nguồn động lực, động viên lớn nhất. Tình cảm ở đây nó như thế nào? Xin thưa quý vị, nếu quý vị làm bất cứ một thứ gì, tôi nói cho quý vị biết, bất cứ cái thứ gì trên đời mà quý vị gửi một chút niềm tin, tức là cái tình cảm của quý vị vào trong đó,
điều đó thành công. Nếu mà quý vị hỏi ông nói như vậy chứ mấy người thất bại kia chẳng qua người ta không có tình cảm cho nên họ mới thất bại sao? Tôi nói đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Trời, cô ca sĩ kia mới vừa ca bài nhạc cái tự nhiên vậy, nghe quý vị ca rum beng dọc theo vỉa hè, bởi vì quý vị thích. Vừa là cô ca sĩ đẹp và vừa bài nhạc có ý nghĩa và vừa quý vị mở lòng đón chào nó một cách là nghiêm túc. Quý vị thuộc cái tính ơ. Vậy mà bao nhiêu cái số chữ ở trên trời dây đó mà đưa ra kinh tiếng Phạn hoặc là kinh Đức Phật coi, trời quý vị ta phải đọc đọc hết tháng này tháng năm nọ, hỏi thuộc con nó dạy chưa thầy, con chưa thuộc. Đúng không? Cho nên mọi thứ việc gì đường xa dịu dở, khó khăn cách mấy chẳng nào, niềm tin là tình thương yêu, quý vị sẽ thành công. Quý vị nên nhớ những ngày xưa đi vượt biên như chúng tôi đó, hàng đêm nó có hàng trung đoàn công an biệt lập nó canh gác khắp bốn vùng duyên hải bằng đêm đó. Mà khi chúng tôi quyết tâm thành công trên con đường vượt biên, chúng tôi xé đi cái bức màn ghê gớm đó, chúng tôi đi đi trước mặt công an ra ghê và vượt biên. Thế không? Nếu mà chúng ta còn rụt rè, chúng ta còn lo sợ, chúng ta không có niềm tin, không đem cả cái tình rộng lớn để ngày mai cứu quốc, thì chúng ta sẽ bị thất bại, bị công an nó gõ đầu, nó trói ké lại hết rồi, đúng không? Cho nên mình phải có sự quyết định ra đi để chi? Để ngày mai đây làm trách nhiệm thiêng liêng cứu nguy dân tộc. Phải có một cái tình yêu thương rộng lớn như thế thì việc làm của chúng ta dù khó khăn như thế nào cũng phải thành công. Chứ đừng cái kiểu giống như ngày xưa nó, tôi đi học đây tôi bởi vì ba má tôi bắt buộc tôi phải đi học, trời ơi học hoài không vô. Cho nên quý vị học bởi vì cha mẹ buộc chứ đâu phải quý vị muốn đâu. Cho nên thứ nhất là quý vị phải muốn cái nào, quý vị phải thích cái nào, quý vị phải chấp nhận cái nào, quý vị phải có cái tình yêu thương rộng lớn trong đó, dù gió mưa mây gió chướng cũng chẳng có làm hệ thống gì quý vị. Trên mọi vấn đề, kể cả trên thương trường và tình trường cũng tương tự như thế. Kể cả cái việc nấu cơm nha quý vị, kho đồ ăn cũng vậy. Nếu quý vị không có cái tình, không có cái sự quyết tâm trong đó, tao nói đồ ăn của quý vị dầu có nêm cách mấy thì chăng nữa nó cũng chẳng có gọi là có cái hội ngọt ngào ở trong trong đó đâu. Mà ăn những người nào mà giọng quá, nấu cơm mà nấu mà xén đũa xén bét đồ đó, cái kiểu đó cơm đó đồ ăn nó ăn vô có thể gây ung thư luôn. Quý vị không tin đâu, nhưng mà một ngày nào đó quý vị tự đặt câu hỏi, rất có thể ông Francis này ông nói đúng. Quý vị tưới đi, quý vị bưng cái ô nước tưới đi, quý vị tưới bằng cả nước xuống cái nhánh cây đó, hay là cả cái tâm hồn lên trên cái thân cây đó, cái cây đó nó ra hoa ra trái đẹp hơn, màu trong phát triển hơn, hơn là quý vị là xén cái thùng nước đó ầm ầm đó. À, tưới cho có lệ bởi vì cha mẹ giận đánh la hét mình lười biếng, mình ra mình tưới lấy có cái cây nó sẽ cần cỏi thêm. Đó là sự thật cho quý vị. Quý vị đừng có nói là vạn vật vô tri vô giác không có đâu, trời ơi. Thôi đừng có nói triết học ở cái khúc này. Đừng bao giờ mong mọi người phải hiểu mình, mà cũng đừng quy kết cho số phận nếu vấp ngã, và hãy cố gắng tận nhân lực tất cả những gì trải qua và vốn liếng sống của chúng ta. Hãy sống thật với cái cảm xúc của mình và đừng quên những điều bình dị, những nơi chốn thân yêu từng gắn bó với cái tuổi thơ của mình, những kỷ niệm đẹp, có những bạn thân hồi thơ ấu, những dư âm tiếng đàn bản nhạc làm cho mình xúc động sâu sắc, đôi khi làm đau lòng, nhưng sẽ giúp vượt qua cái khó khăn với đôi chân bàn tay và trí tuệ của chính mình. Của chính mình.
Đương nhiên phải có một cái điều gì đó, nhưng mà cái cuối cùng cũng vẫn là chính mình. Thấy Đức Phật không? Viên hạn phải là cả khắp hồn vũ không? Nhưng mà người thân của Ngài phải đi tu mới thành Phật, chứ đâu phải Ngài bồng phát là Ngài bay lên trên trời được đâu. Và Đức Phật là người thánh tâm thánh ý đó, mà cũng phải có trợ duyên thì mới được thành Phật cơ mà. Cho nên Ngài nói à, hãy nhìn theo ngón tay của ta mà thấy ánh trăng, nhưng mình nên nhớ nha, ngón tay của ta không phải mặt trăng. Ngài khẳng định rõ như thế đó. Hãy tự nương theo đó mà nhìn để mà thám hiểu cái mặt trăng, để mà xác minh cái mặt trăng. Đừng có xem cái ngón tay của Ngài là ánh trăng. Cho nên ý muốn nói là gì? Chính mình, mình mới là quan trọng hết tất cả. Cho nên Ngài Đức Quốc Công hôm nay Ngài xem, Ngài dùng tôi để bên cạnh cùng anh chị em ở trong nước. Giữa Ngài Đức Quốc Công với lại quốc dân trong nước là một, không có cái sự khác biệt gì cả. Chứ không phải giống như cái nam học giả học sĩ kia nói là ta là giáo sư, là phải gọi ta là giáo sư mà muôn đời là ông thầy của các ngươi rồi như thế không. Bỏ quên mấy cái chuyện đó, không dám đụng tới mấy cái ông mà mũ cao áo rộng đó rồi. Hãy sống thật với cái cảm xúc của mình và đừng quên những điều dị biện, những nơi chúng thân yêu từng gắn bó với cái tuổi thơ của mình, những kỷ niệm đẹp và những cái bạn thân hồi thơ ấu, những cái dư âm tiếng đàn, bản nhạc làm cho mình xúc động sâu sắc, đôi khi làm đau lòng, nhưng sẽ giúp vượt qua cái khó khăn với đôi chân, bàn tay và trí tuệ của chính mình. Mỗi ngày là một ngày mới với những điều tốt, điều lành và bất ngờ nhất sẽ đến cùng với sự cố gắng của anh chị em và các bạn. Quý vị ở trong nước, dù có khổ cực chăng nữa, là quý vị nên nhớ là ngày mai là cái bến đỗ. Quý vị hãy tự tin cái điều đó. Cùng với Francis, ngày mai là bến đỗ. Đừng bao giờ, tôi mới cho quý vị là thật sự, chẳng lẽ tôi xem một ngày nào đó đẹp trời, tôi sẽ kể cho cái chỗ mà con số trừ của cuộc đời của tôi, để cho quý vị nhìn thấy không có cái chỗ nào gọi là bế quan tỏ can cả. Francis này đã từng sống cái chỗ mà ở dưới con số zero, tức là con số trừ, con số âm luôn. Mà hôm nay Francis đã thấy để thổi quá như thế này. Cho nên quý vị ở trong nước đừng có ngại, bữa nay khổ quá đi xe ôm về không có đủ cơm nước cho vợ con rồi, buồn bực rồi, sầu âu sầu rồi, là bệnh đau rồi xảy ra. Quên đi cái chuyện đó, lúc nào cũng là đằng trước mặt chỉ là một mét thôi, là bến đỗ, là tương lai, là huy hoàng đây chờ đợi chúng ta. Phải nghĩ như thế đó, đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng, sáng thức dậy thánh thơ thoải mái, bước ra đi xe ôm, dù có tiền hay không có tiền không quan trọng. Phải có cái tư duy là tích cực như thế đó. Có một người kia, nói mới đi ra buôn bán, người to con giống như tôi vậy nè, giống như Francis này, to con lắm phải không? Ra tôi nói ngày tóc cứ đứng đó lo, trời đất ơi, cái khách hàng nào không thấy vô mua đồ của tôi, trời ơi, tôi nói ôm o gầy một ngày, chứ tôi lo lắng như thế, lo. Rồi về nhà sanh bệnh, rồi ngã cái đùm xuống, ôm tông, ôm tèo. Hào thắng, lo lắm. Còn người kia, người ta nói, không, cái chuyện mà mua đắt hay là không đắt, cái chuyện đó là chuyện thứ hai. Cái chuyện quan trọng đầu tiên nhất là gì? Tôi hãnh diện được ra là tôi mở cái sập buôn bán như thế này. Đó là cái đầu tiên hãnh diện nhất. Còn cái chuyện mà khách hàng tới mua hay cái đó là cái phần thứ hai. Người kia có an nhiên tự tại vui vẻ trên cái khuôn mặt, cài lên một cái hồn nhiên tươi đẹp đến đâu mà khách đã đi ngang qua nhìn thấy cái cánh vui vẻ đi ngang qua, tự nhiên cái từ lực ở trong cái sạp buôn bán của người đó nó phát ra một cái tín hiệu vui vẻ thoải mái, cái người ta đi mua nồm nộp, không cần lo âu gì cả.
thấy không? Cho nên lúc mấy lúc trước tôi hay quý tôi nói quý vị lên khán đài đừng có mong rằng là đấu đánh đánh cái thằng kia gục, đừng có mong cái gì, cái háo thắng của mình, trời ơi cái con ma háo thắng đó, nó che đậy cái lương tri của mình đó, là người ta đưa cái cước đó, người ta đưa cái quyền ngay trước mặt mà không thấy để mà đỡ, tại vì háo thắng qua để đem mày đây về phe quốc gia, phe vợ, phe con, phe bạn bè, trời cái háo thắng đó bị địch kia nó tống lôi cho một phát nữa là chết tươi. Thấy gì mình nói là hãnh diện lên tôi đấu với anh, thua cũng được nhưng mà hãnh diện nhất là tôi lên khán đài tôi đấu với anh, thế giới đang đều biết, còn thắng thua trời sao mà lụng bãi chuyện thắng thua với bậc anh hùng được. Qua mình thảnh thơi thoải mái, địch thủ cái nó đưa ra quyền cước gì mình cũng thấy, mình cũng chụp chân chụp chẳng nó quăng nó ầm ầm luôn, đúng không? Cho nên đừng có đem cái tư duy của mình đưa vào cái bối cảnh con ma háo thắng là con ma, tôi nói tôi trừ khử nó hết á. Tại vì tôi không cần là chiến thắng, chứ tôi chỉ cần mong rằng tôi được ra tới đó tôi đấu võ hay là tôi được buôn bán cái vật đó, còn chịu về có được hay không cái chuyện là chuyện thứ hai. Sự đời nó là vậy. Mỗi ngày là một ngày mới đối, những điều tốt lành và bất ngờ nhất sẽ đến cùng với sự cố gắng của anh chị em và các bạn. Hãy sống giản dị, chân thành và thật lòng. Những gì đã qua là vốn sống. Những gì đã qua là vốn sống. Những gì đã qua rất là cần thiết. Chúng ta cần phải ôn nó trở lại. Bữa đó mình đi là bị sập cầu ha. Ok, bữa nay làm gì có được mà cho mình sập được nữa. Chớ một chặng đường đi qua là giống như một liều thuốc bổ vậy đó. Qua những cái gì quá khứ là ánh đèn để ngưỡng cửa của tương lai. Mỗi sự gặp gần trên đời đều cho ta bài học vững chãi ở tương lai. Nên nhớ, đừng bao giờ chê trách. Có người kia, tôi nói cho tôi này, anh chỉ cần cho tôi một hạt bắp thôi, một thời gian ngắn tôi cho anh một rừng bắp. Anh không tin. Anh đã không tin cái câu tôi nói. Anh cho tôi một hạt lúa thôi, một thời gian ngắn tôi cho anh một rừng lúa luôn. Anh không tin. Nhưng mà ở trên đời này nó lại vậy. Tại vì cái sự bất tin của cái người kia không làm nên được cái sự gì. Đi ra chỗ là thương trường mà anh là bất tin cái sự thành công của anh, như theo anh ở nhà đi, bước vào chính phủ đệ tâm Việt Nam Cộng Hòa, anh phải gửi cái tư duy anh đi trước khi anh mới mang cái xét nặng nề của anh đến. Chứ còn cái này anh chưa có tư duy, anh còn đắp chăn đắp mền mà anh mang cái cơ thể nặng nề anh đến tới cái tủ nghi đường hay là anh đến tới đệ tâm Việt Nam Cộng Hòa, chẳng có cái mix xem nó không có phù hợp những cái điều gì. Húng chi là anh đi vào để tâm Việt Nam Cộng Hòa mà anh đi, anh mang cả một cái lền cờn lòng cầm, cái hiểu biết lền cờn của anh đầy giống như cái ly nước đầy tràn hết, vô trong đó dầu một hạt sương rơi xuống cái ly của anh nó cũng tràn ra lai láng luôn. Khổ lúc đó ly dị lẫn nhau rồi là tha hồ mà khẩu chiến bút chiến. Cho nên mọi thứ mình phải gửi có ý mở ngân hàng, có ý là mở nhà băng, có ý là mở cửa hàng buôn bán. Trời ơi, có cái ý là cũng đã tốt lắm rồi đó. Còn nếu mình mở ra được cái cửa hàng buôn bán là ok lắm rồi đó. Thấy không? Đừng có nói rằng là trời ơi tôi phải mong rằng là bán ngày 7-8 triệu tỷ rồi, trời cái mong nó không tới mà vua chung là sức khỏe của mình nó tàn rụi theo năm tháng rồi chết tôi. Vào một cái chánh đảng chánh trị nào nó cái mong là mình làm ông to lớn, còn là mong là rằng là một ngày tức khắc là bước ngàn dặm, đừng giống như có cái hia có cái đôi giày ngàn dặm gì đó, bước một phát nữa là nó đi mấy ngàn dặm luôn. Đâu có như thế, đâu phải là cái chính trị như thế, đâu phải là đảng phải để phục vụ quốc dân Việt Nam đâu. Cho nên vào để tâm Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta phải gửi trước nhất là cái tâm. Anh vào để tâm Việt Nam Cộng Hòa để làm gì?
làm vua phải không? Về nhà làm vua đi. Làm đại tá Việt Nam Cộng Hòa để giữ chức phận cái gì? Để làm gì? Phê gái phải không? Ra ngồi mua xe đi, phê gái đi. Vào để tăng Việt Nam Cộng Hòa, thứ nhất là mình phải đặt câu hỏi thật là lớn. Tại sao phải vào để tăng Việt Nam Cộng Hòa mà vào trong đó để làm cái gì? Quý vị trả lời được cái câu hỏi đó hả? Bỗng nhiên quý vị đi một cách quanh quanh liệt liệt bước vô tụng đi đường vào để tăng Việt Nam Cộng Hòa mà quý vị không cảm thấy mưa mây gió chướng gì xó nhò cản trở quý vị được cả. Bởi vì những gì thắc mắc quý vị đã trả lời tại nhà rồi. Vào tụng đi đường là gì? Phục vụ quốc dân Việt Nam, xem dân như con, phục vụ quốc dân như cha như mẹ, tâm hồn trong sạch với lý tưởng siêu việt như thế mới chịu đựng được cái cảnh mưa mây gió chứ. Chứ trời ơi, sống ở trên cái cảnh thành phố gió tình mưa máu dưới dùng số người kém bộ xa hấp ở trên đó đâu có thể dễ sống còn đâu, đúng không? Huống chi cái sự đe dọa cái tập đoàn cộng sản ngày ngày đêm đêm như thế không có thể nào mà dễ ru vào giấc ngủ được đâu, đúng không? Cho nên tư duy quyết định trước cái đó. Biết đạo ta, xem theo ta mà không biết đạo ta là phí bét ta. Đó là Đức Hy Đạt Tha, ông nói mấy ngàn năm về trước, hôm nay dùng lại cũng vẫn ăn khách như thường. Nhiều người vào để tâm Việt Nam Cộng Hòa mà không biết tiểu sử vị lãnh đạo tối cao trong cái chính thể để tâm Việt Nam Cộng Hòa là ai thì tôi kẹt lắm. Đấy không? Cho nên phải logic. Chứ không phải đừng có thấy thấy ông Francis này sao ông mà to khỏe quá, mình về mình bắt chước ông, mình mua mấy con heo mấy con bò về mình ăn cho nó ồ trời, ăn mai một cái tung thịt tăng sông máu chết tôi. Tức là anh muốn cái gì cần nhất anh phải gửi cái tư tưởng, anh phải trả lời tại sao anh muốn to con, tại sao anh muốn vào tụ nghĩa đường, tại sao anh muốn vào để tao Việt Nam ngồi, anh phải tự trả lời đi. Rồi anh bước vô trong đó sẽ không có cái gọi là mưa mây gió chướng gì cả. Mỗi ngày là một ngày mới với những cái điều tốt lành và bất ngờ nhất sẽ đến cùng với sự cố gắng của anh chị em và các bạn. Hãy sống giản dị, chân thành và thật lòng. Những gì đã qua và vốn sống, không có cái điều gì mất đi mà không mang lại điều mới mẻ, bổ ích hơn cả. Hay quá, đúng là cái bài triết học tuyệt vời. Chúng ta, nếu chúng ta chưa tìm thấy, hãy tĩnh lặng, hãy suy, hãy nghĩ sâu sắc để nhận ra những gì cho đi từ trái tim sẽ nhận lại từ trái tim, không chỉ cầu mong hay mơ ước mà hãy hành động. Tiệt bút, cái khúc này phải nói lớn là tiệt bút. Thật sự, tôi đã nói rằng tôi đã sống tới cái chỗ là cái số trừ trong cuộc đời luôn, số trừ luôn. Mà tôi bây giờ như thế này thì quý vị ở trong nước đừng bao giờ ngại cuộc sống khó khăn như thế này. Dù quý vị có chạy xe ôm như gì thì không quan trọng, mà hãnh diện rằng là mình được chạy xe ôm đó nha. Phải hãnh diện, mình làm tròn trách nhiệm thiêng liêng nhất của một con người. Rồi ngày mai đây sẽ có sự bù đắp. Ngày mai đây phải có cái niềm tin đó, được bù đắp. Cuộc sống luôn có luật nhân quả, sẽ luôn công bằng, có trước có sau với tất cả mọi người. Chính chúng ta mới làm chủ chính mình, chính chúng ta mới hiểu được mình là ai. Điều gì có thể làm được thì nên làm, không cần bi quan vì chẳng giúp được gì thêm. No worry đâu quý vị ơi, quý vị ở trong nước có nhiều cơ hội để tiến thân lắm, tôi cho quý vị biết như vậy. Quý vị coi, bởi vì sao? Để tâm Việt Nam một cộng hòa một ngày gần đây sẽ có mặt tại đất nước Việt Nam thì cuộc sống của quý vị sẽ được thay đổi vào đó. Hôm nay vị đại nguyên soái Donald Trump đang có mặt tại nước Việt Nam, quý vị biết chuyện gì xảy ra kế tiếp nữa rồi. Cho nên quý vị, tương lai là bến đỏ nha. À,
Hãy lạc quan và tự tin, chúng ta là những người hữu thần. Hãy nhớ cầu nguyện và tin vào sự nhiệm màu điều kỳ diệu của cái sức mạnh tâm linh hướng thượng sẽ đến với những ai thành khẩn. Cho nên Francis này nhất định khi lên làm livestream, Francis này cầu nguyện: một ngày mới hạnh phúc mới đang đến, lòng tôi luôn hướng về anh chị em và các cháu. Đó là lời của Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Một ngày gần đây sẽ đặt chân người lên trên mảnh đất nước Việt Nam thân yêu với lá cờ vàng ba sắc đỏ. Trân trọng và thân mến, Đào Minh Quân. Kính cảm ơn vô cùng. Cảm ơn Ngài Đức Quốc Công đã cho chúng tôi đọc qua những biết được cái tâm tư của Ngài. Mời quý vị cùng Francis nghe bài nhạc. Chào quý vị, chúc quý vị bình an.